Sau đây là chương trình Cóc Thần Tiên Tri. Việt Nam gặp Campuchia, khuôn khổ AFF Cup 2018. Nếu Cóc Thần ghi bàn vào lưới đội nào thì đội đó thua, đội còn lại chiến thắng. Và màn tiên tri bắt đầu, Cóc Thần đã ra sân. Liệu ngài sẽ chọn sút khung lưới bên nào, Việt Nam hay Campuchia? Chúng ta hãy chờ xem. Ngay lập tức, ngài đã không chần chừ, chọn sút khung lưới Campuchia. Xin chúc mừng các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng. Theo dự đoán của ngài Cóc Thần, chúng tôi tin dự đoán của ngài sẽ chính xác, bởi theo thống kê của chúng tôi, tỷ lệ dự đoán đúng của ngài lên đến 99% cho đến nay. Một lần nữa xin chúc mừng tuyển quốc gia Việt Nam.